30 tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Kỳ Sơn còn lắm nỗi lo sau lũ quét. Lũ quét đi qua huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp nhân dân xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén từng bước ổn định cuộc sống. Thế nhưng do thiệt hại vô cùng lớn, nguy cơ về mất an toàn còn hiện diện, nhân dân huyện biên giới đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo lớn, chồng chất khó khăn. Đã 3 ngày sau khi lũ quét qua, dù đã huy động số lượng lớn nhân lực, máy móc để dọn dẹp, nhưng nhiều khu vực lũ quét qua vẫn đang trong tình trạng bị bùn đất, cây cối, rác rưởi bao phủ. Bởi giao thông vào cấp bản Hòa Sơn, Sơn Hà, xã Tà Cạ còn bị chia cắt, nhà cửa bố trí dày đặc nên phương tiện cơ giới chưa thể vào và cũng khó phát huy được hết công suất hoạt động khi tiếp cận. Sau lũ, nắng đã lên gay gắt, mùi xú uế từ xác động vật, bùn đất bắt đầu bốc lên khắp nơi. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Sầm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, nguy cơ bùng phát dịch bệnh, người dân ốm đau sau lũ là rất cao. Chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng thuốc men để thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng dọn dẹp, vệ sinh đến đâu, y tế sẽ phun độc, khử trùng đến đó để làm sạch môi trường. Đơn vị cũng đã cử bác sĩ, nhân viên y tế về thường trực tại các bản lũ quét đi qua để thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và xử lý các tình huống cấp bách khi cần thiết. Ngồi thất thần trước ngôi nhà bị đất đá đổ xuống gây sập hoàn toàn, chị Vi Thị Tha, bản Hòa Sơn nói rằng đã hoàn toàn trắng tay sau mưa lũ. Cách nhà chị Tha không xa, ngôi nhà đang quá trình hoàn thiện của ông Lương May Danh cũng đã bị đất đá đổ xuống xô đổ những bức tường và gần như không thể nào ở được nữa. Cả đời vợ chồng tôi dành dụm mong xây được ngôi nhà kiên cố để yên tâm khi về già, nhưng giấc mơ có lẽ không bao giờ thực hiện được nữa rồi. Ông Danh chua chát chia sẻ. Người dân bản Hòa Sơn phản ánh dãy núi cao phía sau nơi có hàng chục hộ gia đình khác đang định cư xuất hiện vết nứt lớn kéo dài cả 100 mét khiến họ lo sợ. Được sự chỉ dẫn của ông Vi Văn Tuấn, chúng tôi lên ngọn đồi phía sau khu dân cư bản Hòa Sơn, bằng mắt thường cũng có thể ghi nhận những vết nứt lớn rộng, có nơi lên đến 20-30cm, khiến hàng trăm khối đất đá có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Không chỉ trắng tay đối diện với nguy cơ dịch bệnh, tiềm ẩn bị sạt lở đất đe dọa, nhân dân vùng lũ đi qua ở xã Tà Cạ còn mất nguồn sinh kế lâu dài. Rất nhiều diện tích trồng lúa nuôi cá của nhân dân các bản như Hòa Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn 1 bị lũ quét mang theo đất đá san phẳng hoàn toàn. Theo ông Vi Văn Khuyên, bản Hòa Sơn cho biết, không chỉ bị sập nhà, toàn bộ 8 sào ruộng lúa của gia đình cũng bị đất đá san phẳng. Bám sát địa bàn giúp dân, những ngày qua huyện Kỳ Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị, trong đó có 500 cán bộ chiến sĩ các đơn vị vũ trang làm nòng cốt khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó 100 cán bộ chiến sĩ của bộ đội biên phòng Nghệ An được chia làm 2 mũi vào những bản xa xôi nhất như Sơn Hà, Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, xã Tà Cạ để triển khai giúp dân. Hàng ngày, tổ công tác gồm 60 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân ở bản Sơn Hà đều phải đi bộ 3 km đường đồi núi dốc để giúp dân. Bữa cơm trưa được lực lượng hậu cần vận chuyển vào tận nơi. Vì phải hành quân bộ quãng đường xa, hàng ngày tổ công tác này thường xuất phát sớm hơn các đơn vị khác đang thực hiện nhiệm vụ tại đây. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An, trực tiếp chỉ huy nhiệm vụ giúp dân tại Kỳ Sơn cho biết, địa bàn bản Sơn Hà bị lũ tàn phá tan hoang, vẫn còn nguy cơ mất an toàn, lại không điện không nước, phương án đóng quân tại chỗ không khả thi. Chúng tôi chọn phương án cuối ngày thực hiện nhiệm vụ cho bộ đội hành quân trở về doanh trại ở đại đội cơ động, tiểu đoàn huấn luyện để nghỉ ngơi. Xác định thời gian bám địa bàn giúp dân sẽ còn dài nên đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho bộ đội cũng được tính toán chu đáo. Các bản Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2 nằm bên dòng sông Nậm Mộ, cách xa trung tâm thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, hiện vẫn bị chia cắt do sạt lở đất đá. Mấy ngày trước, 40 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Nghệ An đã cắt rừng về đóng quân, động viên giúp dân ổn định tinh thần, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Những ngày qua, khắc phục mọi khó khăn về sinh hoạt, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Nghệ An đã sát cánh cùng chính quyền địa phương, các lực lượng nỗ lực giúp dân, tất cả đang chạy đua với thời gian để giúp dân dựng, sửa lại nhà, dọn dẹp vệ sinh làng bản. Trong tổn thất thiệt hại, tình cảm quân dân biên giới càng thêm gắn bó.
Ông Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết cán bộ chiến sĩ các đơn vị vũ trang, trong đó có bộ đội biên phòng, luôn là điểm tựa vững chắc của chính quyền và nhân dân địa phương. Sau trận lũ quét, chúng tôi phải gánh chịu thiệt hại lớn về tài sản. Công tác khắc phục sẽ mất nhiều thời gian, đòi hỏi nguồn nhân lực, vật lực lớn. Chính vì vậy, sự hỗ trợ về quân số của các đơn vị vũ trang là rất quan trọng. Nháo nhào chạy lụt trong đêm. Trong đêm tối, nhiều người bỗng bị đánh thức bởi tiếng nước vỗ y oạp bên giường. Tất cả cùng hoảng hốt nhận ra nước lũ đang dâng lên, trực chờ nhấn chìm tất cả. Xả lũ gây ngập, sống dưới chân nhà máy thủy điện nhưng phải thắp đèn dầu. Hạ tầng tại các khu tái định cư xuống cấp nghiêm trọng là những việc tồn tại hàng chục năm nay ở Nghệ An, thủ phủ của các nhà máy thủy điện. Đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29 tháng 9, hàng vạn người dân sinh sống hai bên khu vực hạ lưu sông Răng và sông Lam thuộc các xã Thanh Hòa, Thanh Mỹ, Thanh Hương, Thanh Đồng, Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An đang yên giấc nồng bỗng bị đánh thức bởi tiếng nước vỗ y ạc bên giường. Sự hỗn loạn bùng lên khi tất cả cùng nháo nhào hốt hoảng nhận ra nước lũ đang dâng lên, trực chờ nhấn chìm tất cả, nháo nhào sơ tán. Một cuộc chạy lũ cứu đồ đạc, vật nuôi diễn ra thần tốc. Người dân cùng cơ quan chức năng nhiều địa phương ở huyện Thanh Chương thức trắng đêm để trực lũ, kê đồ đạc trong nhà, sơ tán người, di chuyển tài sản. Nhưng nhất thủy nhì hỏa, dù tiếng trống, tiếng kèn báo động liên hồi vang lên suốt cả ngày hôm sau, vẫn có hàng trăm ngôi nhà, trang trại nhanh chóng chìm trong biển nước đục ngầu. Thanh Chương là một trong nhiều huyện của Nghệ An đang bị ngập lụt cục bộ, một phần do ảnh hưởng từ cơn bão Noru gây mưa lớn. Nhưng cùng thời điểm này, các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Lam đồng loạt xả lũ đã góp thêm tình trạng lũ lụt và ngập úng cục bộ. Từ ngày 24 tháng 9 đến nay, liên tục các nhà máy thủy điện Chi Khê, Con Cuông, thủy điện Bản An, Khe Bố, Tương Dương, sông Quang, Quế Phong, Châu Thắng, Quỷ Châu xả lũ với lưu lượng từ 200 m³/giây đến 1.600 m³/giây, đã khiến cho vùng hạ du gồm các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn và Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai ngập sâu. Theo đánh giá của các chuyên gia, đợt lũ lụt lịch sử này có tác động không nhỏ. Từ đến ngày 30 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 3 vụ nước lũ cuốn khiến 4 người chết và mất tích. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, hàng chục nghìn con gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Nước dâng cao làm hai đoạn đê tại huyện Hưng Nguyên và Quỳnh Lưu bị vỡ. Đây không phải là lần đầu người dân sinh sống dọc hai bên bờ Lam Giang và vùng hạ du xứ Nghệ phải vất vả chống đỡ mỗi khi mùa mưa lũ đến. Mưa lớn thủy điện thông báo xả lũ là người dân lại lập bập khiêng đồ đạc, tài sản chạy lũ. Tháng 8 năm 2018, khi nước lũ từ Lào đổ về quá nhanh, nhà máy thủy điện Bản Vẽ xả lũ khiến một số vùng hạ du thủy điện ngập sâu. Trong bối cảnh đó, một số đối tượng tung tin lên mạng xã hội thông tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ, khiến nhiều người dân vùng hạ du thuộc các xã Xá Lượng, thị trấn Hòa Bình của huyện Tương Dương bỏ cả nhà cửa, tài sản chạy lên núi lánh nạn. Nhiều trường học, công sở cũng phải đưa học sinh, nhân viên lên đồi cao. Tháng 7 năm 2019, tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn Nguyễn Thanh Hoàng thông tin trên địa bàn có hai dự án thủy điện quy hoạch treo gần 10 năm nay, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Dù địa phương đã nhiều lần kiến nghị dừng nhưng Bộ Công Thương vẫn không đồng ý. Ngoài ra, đợt mưa bão năm 2018 khi thủy điện Bản Vẽ tích nước khiến nước dâng ngập hàng chục nhà dân ở xã Mỹ Lý. Sau đó, thủy điện xả lũ khiến 19 nhà dân bị trôi tuột xuống lòng hồ. Chính quyền nhiều lần đề nghị nhưng nhà máy thủy điện không chịu bồi thường. Tháng 5 năm 2019, thủy điện Nậm Nơn xả lũ nhưng không phát đi thông báo khiến anh Vi Văn May, một người dân bản địa đang đánh cá phía hạ du bị lật thuyền mất mạng. Phía nhà máy đã nhận trách nhiệm và bồi thường. Nơm nớp lo âu. Năm 2009, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới sinh sống trong vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát sát với biên giới Việt-Lào thuộc các bản Diềm, Khe Nà và bản Bu, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An hết sức vui mừng khi công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Meco chặn dòng suối Choang, khởi công dự án thủy điện suối Choang. Bà con vui mừng vì hy vọng khi công trình đưa vào hoạt động sẽ thoát được cảnh đèn dầu leo lét bám riết hàng trăm năm qua. Thế nhưng, đã hơn một thập kỷ trôi qua, dự án vẫn đang là một công trình ngổn ngang, thậm chí từ nhiều năm nay, công trường im lìm, không còn dấu hiệu hoạt động. Cũng chừng ấy năm dự án tiến hành xây dựng, người dân trong vùng đã phải khổ sở chịu đựng nhiều hệ lụy, từ hư hỏng đường xá đến sạt lở đất phải di rời hàng chục hộ dân. Thậm chí 3 năm nay, khi thấy công trình không khả thi, ngành điện lực đã tiến hành bạt núi, dựng cột, kéo đường dây điện vào cho bà con. Niềm hy vọng vừa nhen lên, khi đang tiến hành dở dang thì chủ đầu tư nhà máy thủy điện lại xin thi công trở lại, khiến việc thi công tuyến đường điện vào các bản nói trên phải dừng lại.
Cũng trên địa bàn huyện Con Cuông, dự án nhà máy thủy điện Chi Khê hỏa lưới điện quốc gia từ năm 2016, xong từ nhiều năm nay, năm nào tiếp xúc cử tri, người dân cũng có ý kiến liên quan. Hàng chục hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số bị thu hồi đất, di dời, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất công tác đền bù. Cùng với đó, trong quá trình tích nước, dự án này, ngoài việc gây ngập úng còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Nhiều năm qua, nguồn nước sinh hoạt phục vụ cho các hộ dân khu vực lân cận thường xuyên bị vẩn đục, ô nhiễm khiến người dân vô cùng bức xúc. Tương tự, nhà máy thủy điện Hủa Na trên địa bàn huyện Quế Phong đã đưa vào vận hành hàng chục năm nay, song cũng chừng ấy thời gian hàng chục hộ dân vẫn mòn mỏi kêu cứu khi nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi chưa được giải quyết dứt điểm như giao đất sản xuất, đền bù thiệt hại. Nhiều khu tái định cư đã xuống cấp hư hỏng nghiêm trọng sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng. Đây là thực trạng chung tại các dự án thủy điện khác như Khe Bố, Bản Vẽ, Nậm Nơn cùng nằm trên thượng nguồn sông Lam. Số liệu thống kê cho thấy, tính đến thời điểm này, Nghệ An có 13 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động, trong đó có 3 nhà máy vận hành trên lưu vực sông Lam là Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê. Thủy điện Hủa Na vận hành tại thượng nguồn sông Chu. 4 nhà máy thủy điện cột nước thấp là Nậm Mô, Bản An, Nậm Nơn, Châu Thắng và 5 nhà máy thủy điện cột nước cao gồm thủy điện Nậm Cắn 2, Bản Cánh, Bản Cốc, Sao Va và Nậm Pông. Hồ chứa của các nhà máy này đều không có dung tích phòng lũ và việc triển khai xây dựng nhiều dự án thủy điện trên lưu vực sông Lam đã làm biến đổi dòng chảy, nước rút chậm hơn vào mùa lũ, thời gian ngập lụt lại kéo dài hơn. Trước những ẩn họa khôn lường từ các dự án thủy điện trên địa bàn từ cuối năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã loại bỏ 15 trên 47 dự án thủy điện với tổng công suất 46,15 MW ra khỏi quy hoạch, đồng thời quyết định sẽ dừng cấp phép các dự án thủy điện vô thời hạn. Các dự án đang được triển khai lấy đi 5.687 ha đất rừng, 1.773,3 ha đất sản xuất nông nghiệp và hơn 1.000 ha đất khác. Hàng nghìn hộ dân buộc phải di rời đến nơi ở mới để nhường chỗ cho thủy điện. Hiện đang sống lay lắt tại các khu tái định cư, nhiều hộ đã rời nơi ở mới quay về chốn cũ, chấp nhận mưu sinh trong lòng hồ. Bên những ngôi nhà cũ đã hư hỏng ngập nước, qua kiểm tra 11 nhà máy thủy điện đã đi vào hoạt động, ngành công thương Nghệ An phát hiện hàng loạt bất cập tồn tại và vi phạm. Đến nay, mặc dù được ví là thủ phủ của thủy điện, song toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 116 thôn, bản và đảo mắt chưa có điện lưới quốc gia. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!